Xin cảm ơn câu hỏi của cô Đặng Thùy. Bác sĩ Nam xin phép được trả lời câu hỏi của cô như thế này. Ung thư thực quản là một trong những bệnh lý ung thư của đường tiêu hóa và có cái tiên lượng không được tốt, tiến triển tương đối là nhanh và thường bệnh nhân đến khám ở cái giai đoạn lại là thường giai đoạn muộn. Bởi vậy, những cái trường hợp mà có thể chỉ định cắt được thực quản qua nội soi là không nhiều, mà trong cái người thân của cô thì lại là trường hợp là đã được cắt nội soi, cắt thực quản nội soi và tạo hình bằng dạ dày, thì bác sĩ Nam xin được khẳng định đây là một trường hợp giai đoạn còn tương đối tốt, tương đối sớm. Thế bởi vậy tiên lượng thì bác sĩ Nam nghĩ là sẽ rất là khả quan. Về câu hỏi của cô là tại sao sau khi mà khám lại lần thứ tư, nội soi có hình ảnh thâm nhiễm ở chỗ nối và dày thành thực quản, thì bác sĩ Nam xin lý giải cái trường hợp này như thế này. Nó có hai lý do chính như sau. Thứ nhất, khi chúng ta cắt thực quản đi rồi thì cái vùng cơ thắt dưới của thực quản, cái vùng cơ mà ngăn cách giữa thực quản với dạ dày, nó bị mất rồi. Thì cái cơ đó nó có cái nhiệm vụ là gì? Đóng cái thực quản lại để ngăn cái hiện tượng là trào ngược cái dịch axit của dạ dày lên trên thực quản, tránh hiện tượng viêm. Thì bây giờ cái cơ này nó mất rồi, khi chúng ta đưa dạ dày lên, chúng ta nối với phần còn lại của thực quản ở phần cổ, thì sẽ có cái hiện tượng là trào ngược cái dịch axit từ trong dạ dày lên trên chỗ thực quản đó qua cái chỗ nối. Và chính tại cái chỗ nối đó lại là cái nơi mà bị ảnh hưởng tác động nặng nhất của cái dịch axit này, dẫn đến tình trạng viêm. Cái nguyên nhân thứ hai đó là khi các bác sĩ thực hiện tạo hình cái miệng nối, thì có thể chúng tôi sẽ thực hiện bằng, một là bằng máy, dùng máy để nối, và trong cái máy đó sẽ có các cái hàng ghim bằng titan. Thì đó là một cái dị vật đối với cơ thể, và cơ thể phản ứng lại bằng cách là gì? Tạo nên các phản ứng viêm. Cái thứ hai là có thể nối bằng tay, tức là khâu bằng chỉ, thì cái chỉ đó cũng chính là dị vật. Bởi vậy hai cái nguyên nhân này sẽ dẫn đến tình trạng là tại cái chỗ nối đó sẽ có hiện tượng viêm. Tuy nhiên cái cách điều trị đầu tiên thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho mình đó là điều trị bằng các cái thuốc, đó là gì? Thuốc làm giảm tiết axit, thuốc là trung hòa axit của dạ dày. Và sau một thời gian khoảng tầm từ 1 đến 2 năm thì cái tình trạng viêm này nó có thể được cải thiện dần dần theo thời gian. Bởi vậy theo bác sĩ Nam thì cô Thùy không nên quá lo lắng với cái tình trạng viêm miệng nối này, vì có thể lần khám tiếp theo đây thì cái tình trạng này nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Xin cảm ơn cô.